Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 3 tăng. Các chuyên gia kinh tế của Standard Chartered đưa ra một số dự báo về dữ liệu kinh tế tháng 9 của Việt Nam bao gồm: Tăng trưởng doanh số bán lẻ dự báo tăng 5,2% so với cùng kỳ, tăng trưởng xuất khẩu đạt 6,2% so với cùng kỳ. Nhập khẩu và sản xuất công nghiệp có khả năng tăng lần lượt ở các mức 4% và 4,2% so với cùng kỳ. Đang chú ý lạm phát trong tháng 9 có thể tăng ở mức 2,7% so với cùng kỳ. Đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp lạm phát của Việt Nam tăng dưới mức 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế của Standard Chartered lưu ý, giá tăng trong các lĩnh vực giáo dục, nhà ở và vật liệu xây dựng, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm và vận tải đã giữ lạm phát trên 4% cho đến gần đây và có thể tiếp tục là những nguyên nhân gây áp lực gia tăng lạm phát trong những tháng tới.